Ok mọi người, đến với trận đấu thứ hai giữa Tiến Tuấn và Trường Giang Hải Phòng. Tiến Tuấn Hà Nội, Trường Giang đánh cho Hải Phòng. Điểm số đang là 8 đều, về cầu rất hay. Chém cầu rất cảm giác. Cầu ngoài sân rất tỉnh táo, điểm 9-8 cho Trường Giang. Ok anh chào anh Đức Mạnh nhá. Ok anh trai họ Nguyễn, em bảo rồi, ai thực sự muốn kết bạn với Hùng thì hãy nhắn tin Hùng để Hùng ép nhá. Hãy nhắn tin bảo Hùng để Hùng ép, bởi vì là bạn bè Hùng full 5.000 rồi. Bạn bè Hùng gần 5.000 người rồi nên là không ép linh tinh được. Bộ công an trận này hơi nhạt mọi người ạ. Bộ công an này trận này Quốc Học lại không đánh. Trận này Quốc Học lại không đánh nhiều, nó tay vợt khác để cọ sát thì sao ạ? Nhưng tay vợt trẻ cọ sát, tại vì trận này bộ công an 2-0 rồi. Và đôi của bộ công an thì gần như là ăn rồi. Ok anh Đức Mạnh cho em chai, chai nước, cho chai nước lọc là được rồi. Anh Mạnh ra sân mang em chai nước lọc nha. Hello anh Thái Lê, hello anh Nguyên Vương Nguyên, hello anh Nguyên Văn Tuấn, hello Vũ Thiết nha. Nguyễn Du Hùng chia sẻ live stream này với ạ. Điểm đang là 11-9 cho tay vợt Trường Giang Hải Phòng trong trận đấu thứ hai. Trong trận đấu thứ nhất thì Tiến Tuấn thắng 21-14. Tối nay như bộ công an không đánh cho mọi người. Tối nay có Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang với cả quân đội đánh nhá. Ok, cảm ơn bình luận viên Hoàng Ngờ cổ vũ cho bình luận viên Sport Hùng. Hoàng Ngờ lại lười lắm rồi, không chịu bình luận giải gì cả. Ngày xưa về mà ok bình luận mấy giải cơ mà. Kéo lưới rất nhanh và tốc độ từ Tiến Tuấn. Đổi điểm 10-11 cho Tiến Tuấn. Bộ công an hôm nay gặp Quảng Ninh nha mọi người. Pha đập cầu rất hay, vận động viên Trường Giang Hải Phòng. 12-10 cho Hải Phòng. Cố gắng thắng set này, đi set sau đánh mới căng. Lại là một pha cầu lỗi của Tiến Tuấn, không chính xác một chút nào. 13-10 cho Hải Phòng. Ok bác Hoàng Sơn, đây là giải cầu lông đồng đội toàn quốc mà bác. Tất cả những tay vợt mạnh nhất Việt Nam đều đánh hết. Cảm ơn anh Huy Nguyễn nha. Điểm số rút ngắn 11-13 cho Tiến Tuấn. Thôi trở lại bình luận trận đấu thôi, không xem linh tinh nữa. Kê cầu không qua lưới rất đáng tiếc. 12-13 cho Tiến Tuấn. Có thể tay vợt Hải Phòng sẽ không qua được check này. Những cái đánh lỗi như này không biết tận dụng. Cầu khá bay. 13 đều. Kiểu gì tí nữa live stream bị bục bung ra ngoài tiếp cho xem, chán lắm. Không biết là ứng dụng Facebook nó lỗi hay như nào. Tiếp tục là một điểm số cho Tiến Tuấn. 14-13. Tiến Tuấn phát cầu. Đi cầu rất sát. Ngoài sân 14 đều. Trận đấu này thì có vẻ là rất căng thẳng về mặt điểm số, nhưng đường cầu hay thì cũng chả có. Anh Nguyễn Hữu Sang ơi, Đồng Nai thua bộ công an 5-0, thua Hà Nội hình như cũng 5-0. Đồng Nai không được vào rồi. Đánh còn lại thì kiểu gần như thủ tục thôi. Đồng Nai nữ thì có vẻ cứng hơn. Đánh cầu Lai Linh mọi người ạ.
Minh Minh tài trợ. Đập cầu tốt. 15 đều. Hello, chào tất cả mọi người, chúng ta làm quen với nhau nha. Mình rất là mong muốn làm quen kết bạn với tất cả anh em cầu lông. Để có dịp mà đi đâu đó chơi, có dịp giao lưu với anh em. Là anh em nào đó rủ Hùng về giao lưu đi chẳng hạn. Nói chung cũng có rất nhiều người rủ nhưng mà vẫn chưa sắp xếp đi được. Để xem nó gần hay xa nữa. Rồi tấn công. Cho tay vợt, củ tay rất khỏe. Đánh cầu rất có lực. Vẫn còn, rất hay. Một đường cầu khá hay. Đường cầu không chính xác, 16 đều cho Tiến Tuấn. Trận đấu này cảm giác là các vận động viên chưa bon tay lắm, cảm giác không tự tin trong những pha cầu. Chúng ta chém cầu nó phải sắc hơn, đánh kiểu an toàn quá. Đối trận này đánh hơi cứng, hơi an toàn. Sau trận này mọi người sẽ được xem đôi nha. Cầu lôi 17-16 cho Tiến Tuấn. Chưa thực sự quyết tâm cho lắm. Học hôm nay không đánh nha anh Phạm. Phạm Quang Ninh ơi, học hôm nay không đánh. Trận hôm nay nhàn nên ra là nhường cho thằng em trẻ đánh. Bắt cầu nhanh. 17 đều. Và cầu lưỡng lự của Tiến Tuấn 18-17 cho Trường Giang Hải Phòng. Cố gắng nào. Đánh chắc 3 hai tay vợt bung hết rồi. Đánh buồn ngủ quá. Rất tiếc. Điểm 18 đều. Bộ công an, thằng em bộ công an tí anh cho xem nhá em. Bây giờ nốt xem này đang. Thủ tốt. Choang nhỉ. Em cầu liên tục từ Tiến Tuấn. Chém hay quá. Rất dẻo. Chúng ta vừa xem cầu vừa xem giang. Tiến Tuấn có vẻ tăng tốc rồi. Thế nó mới hay. 19-18 tăng tốc rồi. Ép rồi. Ép tốc độ rồi. Bắt đầu di chuyển như kiểu bay trên sân rồi. Thăng luôn. Tổ chức nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên anh Giang Huy ơi. 19-18 là Tiến Tuấn Hà Nội trong trận đấu thứ 3, trận đấu thứ 2. Chuyên xem, chuyên
Phát cầu ngắn rất đáng tiếc từ Tiến Tuấn. 19 đều cho Trường Giang Hải Phòng, vẫn còn cơ hội. Đây xe thứ hai nha anh Quý An ơi. Tỷ số xe 1 là 21-14 Tiến Tuấn Hà Nội. Xe 2 này đang là 19 đều. Rất hay, cái cầu lỡ từ Tiến Tuấn. 20-19 cho Trường Giang, biết đâu đánh xe thứ 3 thì sao. Bắc Giang em cũng không để ý lắm. Bắc Giang anh vào trang cá nhân của em kéo xuống dưới xem lịch thi đấu nhá. Lịch thi đấu nữ em rất là ít để ý. Em có đăng lịch thi đấu trên trang cá nhân rồi đấy. Có thể vào đấy xem. Ê, cầu lôi từ Tiến Tuấn. 21-19 trong xe đấu thứ 2. Được xem xếp 3 mọi người. Mọi người sẽ được xem xếp 3.